Đây là tiếng nói Việt bây giờ phát sóng từ cuối chuyên mục này cho tôi Lưu Tiến Lệ phụ trách. Kính thưa các quý vị khán giả và người phát sóng, trong thời gian gần đây thì trên mạng thì lan tràn rất nhiều cái clip là đang có như là có một cái chiến dịch chống phá nhà nước Việt Nam. Ở trong đấy cái nhân vật mà nổi bật là nhiều nhất ấy, đó là như hôm qua tôi nói là cô Đoàn Thị Dương, là gần như ngày nào cũng có những cái clip nói xấu chế độ Việt Nam và chửi bới rất là thô tục. Thứ hai là Trần Nhật Phong là một cái kiểu đang yêu vọng bên Mỹ, rồi Trang Lê thì tôi không xem ấy, bởi vì cô có những cái lời nói rất tục tĩu. Nhưng mà hiện nay có một cái cô tên là Lisa Phạm, đọc theo tiếng Việt là Lisa Phạm, nhưng mà cô nói là Lisa Phạm đấy, mà tôi đọc là Lisa Phạm. Thì cô này là cũng đang sống ở lưu vong ở Mỹ. Thế và cô này thì cô nói rằng là cô này cô ăn mặc áo tân thời, nhưng mà ăn nói rất là thô tục, rất thô tục và dùng những cái lời lẽ nó rất là thiếu văn hóa. Cho nên đây là một cái nghịch cảnh mà ta thấy là đối với cái người mà có dài áo truyền thống thì là thường là mềm mại, người ta nói năng dịu dàng. Nhưng mà đối với cô này thì cô nói là cứ văng hết cái này cái khác, và lời lẽ nó tức là nó thiếu văn hóa. Thế trong đấy thì tôi cũng xem không thời gian để xem hết được, bởi vì là thời gian cũng còn phải làm việc này và cả. Tôi chạy cùng tối thì có xem được một hai clip của một vài nhân vật này cả. Thế thì cái nhân vật này nói rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm qua thì tôi có xem cái video clip này, cô có nói rằng là cô nói là cái gì tính gọi là khai trí tiếng Việt, khai trí chân Việt trong cái chuyên mục đấy. Thế thì cô này cô có nói mấy vấn đề, nói thì nhiều nhưng mà tôi thấy có mấy vấn đề cần phải nói lại cho cô và để cho các quý khán giả để chúng ta cùng hiểu thêm. Chắc chắn là tôi nghĩ rằng là các quý khán giả đấy thì nhiều người cũng đã biết được, hiểu được, nhưng mà vì nhiều lý do có thể là các bạn không có phương tiện hay là không có cái điều kiện để mà nói lại cái đối tượng này. Thì hôm nay tôi xin nói như thế này để cho các bạn cùng với tôi cùng với các khán giả chúng ta cùng hiểu thêm. Cô Ly Sa Phạm này cô có nói thế này: hiện nay là cái hàng Trung Quốc cái tràn lan sang Việt Nam, và cái chính quyền của cộng sản là nó áp động và nó muốn tiêu diệt cái dân tộc Việt Nam, cho nên nó để cho cái hàng Trung Quốc nó tràn lan. Và nói là cái hàng Trung Quốc thì nó thực chất là thực phẩm bẩn, là nó tràn lan ra và gây ung thư, làm cho người dân chúng ta chết dần chết mòn, để là bán nước cho phạm tội. Mà trong đó là Trọng Lũ tức là ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là làm ngơ đi để cho hàng Trung Quốc. Thì trước hết thì tôi nói cô Ly Sa Phạm này là tuổi còn ít, nhưng mà nói năng với một cái người như ông Nguyễn Phú Trọng thì là như thế là rất là lạc. Tức là bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng mặc dù đấy là đảng cử, nhưng mà ông là trước khi đảng cử là ông phải được dân bầu, chúng tôi mới bầu vào cái đây là đại diện của ông, là chúng số phiếu nhất cao là tổng bí thư, tức là ông phải vừa có cái đối với dân là phải được chúng cử vào cái đại biểu của quốc hội rồi, thì người ta mới cử làm tổng bí thư trong đảng, người ta mới bầu, tức là đảng cử dân bầu để như thế. Cho nên là không phải là ông đại diện cho đảng cộng sản mà đại diện cho cả nhân dân Việt Nam. Đấy. Cho nên là cô nói như thế là xúc phạm đối với ông, tức là xúc phạm tất cả nhân dân Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng là nếu mà nói là lũ thì tức là chúng tôi cũng là lũ, toàn bộ nhân dân Việt Nam chúng tôi là lũ, bởi vì chúng tôi bầu ông vào đấy là thay mặt cho nhân dân chúng tôi. Chứ còn đảng tôi không nói là đảng người ta cử ra, bởi vì ông trước khi là phải trúng cử vào cái này của hội đảng như thế. Là nói như thế, cho nên là đây là một cái cách hành xử, cách ăn nói nó rất là vô văn hóa. Tôi nói cái cô đi sau và cho tất cả mọi người chúng ta đều hiểu như thế. Bởi vì nếu mà ông Nguyễn Phú Trọng mà chỉ là có là tổng bí thư của đảng không thì không nói, bởi vì ông trước khi vào tổng bí thư là ông phải được
toàn bộ nhân dân Việt Nam bỏ phiếu để cho ông vào đại biểu quốc hội thì ông có uy tín thì ông mới được bầu vào đại biểu quốc hội. Đấy, bởi vì đại biểu quốc hội chúng ta biết, chúng ta là đi bầu được, chúng ta biết là chọn lọc rất nhiều vòng và đưa ra dân cư, cái chúng cần phải phiếu rất là cao, phải gần như là nếu mà ở tại cái nơi anh cư trú đại biểu quốc hội này phải gần như 100%, phải nói 100%. Và nếu như 100%, anh phải giải trình ý kiến thắc mắc, anh phải là có những công, anh phải giải trình cho thật mọi người là phải nhất trí một lần. Thì đấy là chúng ta thấy là, cho nên là một số cái người Việt hải ngoại ấy, thì cũng thưa các bạn là do chúng tôi nhất gặp các bạn là không hiểu được cái cơ chế chính trị Việt Nam, cho nên là các bạn có thể là hiểu nhầm ông ấy nhận là thay mặt cho 4-5 triệu đảng viên, đó là không phải thay mặt cho cả nhân dân Việt Nam, không những là cho đảng cho 4-5 triệu đảng viên nhưng mà thay mặt cho cả nhân dân Việt Nam, cái đó các bạn phải hiểu như thế. Cô nói rằng là cái hàng Trung Quốc tràn lan vào, thì đây là tôi nghĩ rằng là cô không hiểu gì về kinh tế thị trường và cô không biết gì về cái chuyển động về cái nền kinh tế của Việt Nam, cho nên đang nói thế này chết hồ đồ. Là tôi phải nói là cô Lê Thị Phạm, nếu mà cô nghe được thì mong cô có những ý kiến phản hồi cho tôi. Đấy, tôi không phải là nhà kinh tế, tôi không phải là cái nhà là doanh nghiệp gì cả, nhưng tôi chỉ là một người giáo viên bình thường, tôi phải hiểu. Nhưng mà đúng đối với chúng tôi là chúng tôi tất cả dân Việt Nam đều hiểu được, và hầu như là dân Việt Nam người ta cũng đều hiểu vấn đề này, chứ không phải là còn Minh Túc, có nhiều người ta còn hiểu hơn, người ta còn bậc thầy của mình, người ta còn. Thế thì chúng ta biết rằng là năm 1986 thì đảng hiện đảng Cộng sản Việt Nam đại hội đảng 6 thì là quyết định được đổi mới, và tôi nhớ là có cái năm đó là có ra cái luật đầu tư, và đến năm 1995 thì Việt Nam có nộp đơn gia nhập cái tổ chức WTO. Thế thì cái tổ chức WTO là gì? Đó là một tổ chức thương mại thế giới. Thế thì từ cái năm 96 chúng ta biết là Việt Nam đã nộp một cái đơn là bị là vong lục về cái chính sách thương mại đấy, và từ năm 96 cho đến năm liên tục từ năm 96 đến năm 2006 Việt Nam trong 10 năm liên tục đàm phán với tất cả các đối tác, tất cả những cái thành viên trong cái hiệp hội phi cơ cấu này, các nước ở trong thành hiệp hội thành viên này là chúng ta đều đàm phán ấy. Trong đó tôi nhớ đầu tiên là đàm phán với Hoa Kỳ chính sách thương mại, thì những cái đàm phán những cái có nhiều cái, nhưng mà chúng ta thì chúng ta không có cái điều kiện để chúng ta hiểu biết, và chúng ta cũng không cần phải hiểu biết về đàm phán những cái gì chúng ta cũng không cần biết, nhưng chúng ta chỉ nắm được đàm phán là để có lợi cho cả hai bên, bởi vì chính sách của Mỹ họ buôn bán thế này, nhưng mà có mình thế này, có những cái gì đấy nó chưa đúng, chưa ăn khớp nhau, hay là còn đang trái chiều này, còn đang lợi ích thế này, thì người ta cái đàm phán đi làm sao hài hòa lợi ích được cả hai bên. Đấy, nó là thế. Tôi nói ví dụ thế này, anh vào với các câu ấy, thì anh vẫn cứ phải là không phải là anh mở cửa một cách oan vào thì làm sao mà các doanh nghiệp Việt Nam mà sống được, thì người Việt Nam mình là những cái doanh nghiệp Việt Nam sẽ chết ngay, cho nên là phải mở cửa từ từ, cho nên ta mới có cái đàm phán. Và tôi nhớ là đàm phán tất cả các nước trong thành viên đó, mà Trung Quốc còn vào sau chúng ta đấy. Thế làm như thế. Thế thì báo cáo các quý vị là thế thì vào cái WTO này thì chúng ta có những lợi gì? Vì tôi nhớ những cái khi mà vào WTO chuẩn bị vào thì trên vô tuyến và báo chí cũng đăng rất nhiều, chúng tôi đọc, nhưng mà nó thật là mình không phải cái người chuyên ngành cho nên cũng không cần phải nhớ, nhưng mà tôi chỉ nhớ mang máng nhà nước là cảnh báo là những cái được cái gì được vào bên chúng ta có những cái được có những cái mất, và chúng ta phải báo chí và chính phủ nói là phải các doanh nghiệp là trong của Việt Nam ấy, là phải tích cực đổi mới để mới hòa nhập được với quốc tế, bởi vì đây là chơi nó rất bình đẳng, và chúng ta hiện nay chúng ta đang bơi trong cái biển nhỏ, bây giờ cho xa cái biển lớn thì chúng ta có chịu sóng lớn không, bởi vì thế này tôi hiểu thế này, bởi vì các doanh nghiệp ở trong nhà nước ta là có những cái trước đây là chúng ta sản xuất theo chính kinh này, và chúng ta cho nên là cái hàng hóa Việt Nam chúng ta cái chất lượng nói thực là cái khoa học kỹ thuật Việt Nam chúng ta còn phải học tập nước ngoài còn nhiều, cho nên là cái ngay cả cái cách quản lý cũng thế, cho nên là khi mà chúng ta mà mở cửa ra cho vào cái WTO là các doanh nghiệp nước ngoài, các hàng hóa các nước ngoài ta vào là hàng hóa Việt Nam mà không đổi mới thì sẽ bị chết ngay,
hàng nước ngoài người ta tiên tiến hơn, hàng của Mỹ nó tốt hơn, nó rẻ hơn, còn hàng Việt Nam thì xấu hơn, rồi là lại đắt hơn, thì anh sẽ các doanh nghiệp chết là phá sản, mà cái nhà máy anh mua về là có khi là anh bỏ chết thôi, bán chết không thôi, là anh lỗ lại chết. Thế thì cho nên là chính phủ đã cảnh báo rất nhiều việc, cho nên các doanh nghiệp là phải làm cái đổi mới đây là phải đối với cái cách quản lý, cái cách là sản xuất, để sắp xếp lại sản xuất như thế nào làm cho nó tinh gọn và hàng hóa có chất lượng phải nâng dần lên, và phải mua máy móc, phải mua cái công nghệ bên ngoài. Đấy, cho nên chúng ta thấy là đổi mới rất là nhiều, tôi nói rất là nhiều kia. Bây giờ cái hàng Việt Nam chúng ta là so với ngày xưa là tôi nói ngay cả cái bộ ấm chén, tôi xin nói là đây cái bộ ấm chén đây là có một cái doanh nghiệp ở, đây là có tư nhân ở Việt Nam sản xuất đấy, mà giá nhất thể có 100.000 cho là mới có chưa đến $5 một bộ ấm chén này. Tôi nói đây là việc rồi, chứ còn trước đây là chúng ta sản xuất có sản xuất cũng có loại như thế này, nhưng mà nó cái số lượng ít, nhưng bây giờ là gần như là đấy. Tôi sang bên cái chỗ Bát Tràng là cái người dân bình thường người ta cũng làm được là hàng hóa không, nếu mà làm giả cái hàng của Trung Quốc tôi nói người ta làm cũng trông rất là rộng, tôi nói chả khác gì cái miền Trung Quốc ngày xưa này, hay là một số những cái đồ kỹ nghệ này. Đây là cái hàng kỹ nghệ, đây là có một cô học sinh, đây là Đặng Thị Thì ở học sinh tôi chủ nhiệm, là trước khi tôi làm nhà xong là cô nhà cô học sinh cũ và cô làm cái đồ này, nó có 4 triệu một chiếc gói, chưa đến $200 bộ bàn ghế này có tặng. Cho nên là đổi mới công nghệ, bởi vì máy móc ta đưa vào ta sản xuất với công nghệ phun sơn thế này, cho nên tôi nói với các bạn, cho nên phải đổi mới công nghệ. Thế thì nhà nước chính phủ người ta đã cái cảnh báo như thế rồi này. Cái thứ hai là chúng ta có những cái quyền lợi thế nào, là chúng ta có cái bình đẳng trong cái chính sách thương mại. Hàng Việt Nam cũng tự do sang các nước thành viên bán tự do, không phải thêm mãi, và hàng của nước ngoài họ cũng vào đây. Cho nên chúng ta không nói được, đừng có nói bảo là hàng Trung Quốc sang ta cấm được. Tôi nói sẽ nói là nói như cô đi sản như thế, hay một số người Việt hiểu như thế là hoàn toàn sai, sai, không nắm đúng mặt trận. Khi là anh vào với tôi, anh không được cấm hàng của ta vào đấy, bởi vì đây là cuộc chơi bình đẳng. Hàng của anh nào đẹp, tốt, rẻ, anh sẽ bán được nhiều, anh có lãi nhiều. Còn anh sản xuất kém, anh được cấm cái hàng tôi vào để anh bán cái hàng của anh kém chất lượng là không được, đó là vi phạm pháp luật, đó là vi phạm luật của cái tổ chức thương mại. Cho nên hàng Trung Quốc nó có xấu, nó có gì được cạnh họ không có phạm pháp, mà do cái người dân ta tự lựa chọn. Ta phải nói thế này, hàng của Trung Quốc hiện nay đang chiếm lĩnh thị trường Việt Nam rất nhiều. Tôi thì tôi không biết là bao nhiêu phần trăm cả, nhưng mà nhìn đồ đạc gần như là hàng tàu cả. Hàng tàu từ cái gì, từ cái ấm điện đun nước cho đến những cái công tắc điện, cái quạt hàng Trung Quốc cũng rất nhiều. Đấy, hàng đồ dùng cái cúp, cái xẻng nhiều. Mà hàng Trung Quốc ta phải công nhận thế này, nó rất rẻ. Nó rẻ có khi bằng 1/2, nếu mà nhập ở tại ở cửa khẩu có khi nó chỉ bằng 1/3, 1/2 cái hàng của Việt Nam. Nè, ví dụ tôi sang bên chủ nông cái mua cái áo lông nó chỉ có 100.000, tức là chưa đến $5, trong khi nó một cái áo lông của Việt Nam mà nó thì là nó hàng triệu, tức là đến 50, 60, 70 đô la, đây nó chưa đến $5, nó rất là rẻ. Tôi nói nhưng mà có điều là và hàng của Trung Quốc thì nó rất là mẫu mã, rất đẹp, nó nhiều mẫu lắm, sao mới thang của chọn nhìn cái nào cũng có, thang cho họ một cái tivi các thứ của Trung Quốc đầy là rất là rẻ, cho nên nó vừa túi tiền của người lao động Việt Nam đấy, cho nên nó bán chạy. Thế còn hàng của Mỹ thì sang đi, hàng của Tây Âu sang của Việt Nam có nhiều chứ, các trong siêu thị đồ điện máy nhiều của các nước, trong ví dụ của Nhật Bản, của Hàn Quốc, của Thái Lan, người trong các siêu thị nhiều thì có cả trái cây, qua đi mấy cái siêu thị có cả trái cây của New Zealand, của táo của Mỹ đấy, rồi bưởi của Mỹ, rồi là khoai tây của Mỹ nhiều lắm. Nhưng mà ở bên đó có thể một là họ ngon, điểm thứ hai là họ cái công vận chuyển sang đây, cái công lưu kho nó mất nhiều, nên là giá nó đắt hơn hàng của Trung Quốc, cho nên hàng Trung Quốc nó vừa túi tiền của người này đấy, nó là cái chuyên hàng Trung Quốc thì thường nó chạy.
Thế và cái Hàn Trung Quốc là nó ta và nó là cái Trung Quốc là gần cái biên giới, cho nên nó đi đường cái hàng tiểu ngạch nó sang, tức là dân ta cứ sang ta buôn bán cái đây bên kia con đường nó sang, tất nhiên ta có cái đồn nhưng mà làm sao mà kiểm soát được hết những cái việc dân người ta đi mua, người ta cứ cõng hàng qua đều cái ba lô sang rồi và bao thuốc lá cái vài chục cuối mình chính thì làm sao mà quản lý nó vào cái gì, cho nên từ đó tràn vào đây đây lên Lạng Sơn có bao nhiêu 100 cây số đi có tiếng đồng hồ, hơn tiếng nếu ô tô chạy đường cao tốc chỉ tiếng rưỡi là về đến Hà Nội. Nên nó không giống như bên Mỹ sang nó đi tàu về các thứ, xong rồi là nó lại còn phải qua cửa khẩu, còn phải kiểm tra. Nhưng mà đây là cái hàng của Trung Quốc có khi nó đi qua đường hoặc nó trả phải cửa khẩu thuế quan ấy, nó trả phải qua cửa khẩu, nó cứ đi biên giới nó đèn nó đi nó cứ mạnh đấy, cho nên là giá nó có gì, cho nên cái hàng của Trung Quốc nó chẳng được cái đó, nó lại như thế chứ không phải, chứ còn nó hàng độc hại là do anh quản lý. Tôi biết là hàng của Trung Quốc sang mình cái máy móc quản lý là hàng, nếu tôi nói ví dụ như là cái trái cây nó sang mà mình mà gửi kiểm tra được xong là nó thối nó bắt đẻ, cho nên là mình kiểm tra là cái trình độ của mình quản lý kiểm tra nó đấy nó là chưa nhanh được, nó mới nhanh chúng ta lấy mẫu trong hàng, cho nên là nó có cái khó khăn của mình đấy. Chứ còn hàng Việt Nam sang Trung Quốc hay nhiều, tôi đi sang cái cửa khẩu Tân Thanh chúng ta hàng Việt Nam chúng ta cứ chờ hàng trăm cái xe thì là chúng sang hoặc cũng kiểm tra, cho nên sang cái chỗ cái gọi là cái phòng tường là một cái ai thành một tường với cái chỗ Đông Hương của Trung Quốc là hàng Việt Nam nhiều, Thanh Long mít của đề hắn ra mít Việt Nam và mít Việt Nam sang đó bán rẻ hơn Trung Quốc, của Trung Quốc xoài trong Việt Nam sang đó nhiều, vải Trung Quốc sang đấy, cho nên là không phải là hay là những cái nông sản ta lúa gạo sang đó bán rất nhiều, cho nên người Trung Quốc họ cũng thích cái người gạo của Việt Nam. Thế gạo của Việt Nam hay là Việt Nam có nhiễm chất độc không? Có chứ. Tôi nói là cái dân Việt Nam ta dùng thuốc sâu rất là nhiều. Ví dụ như là nuôi lợn thì cho thuốc tăng trọng, rồi là nuôi gà thì cũng sẽ xuất khẩu. Ta xuất lợn thì nó họ cũng xuất lợn cho mình này. Đấy, nó nhiều. Rồi ta xuất ngô nhưng mà lại cũng có thể là ta lại nhập ngô chứ không phải là không. Tôi nói là có những cái doanh nghiệp sản xuất ra là mình nhập ngô từ bên ngô, nhưng mà trong đó là cái ngô ở trên cái trong cái vùng biên giới Bắc họ lại xuất sang Trung Quốc. Cho nên là cứ cái chỗ nào rẻ là người ta mua. Đấy, cái tự do thương mại nó là thế, cho nên là cô đi sàn là phải hiểu được cái kinh tế thị trường, anh không được quyền cấm này. Bây giờ anh ra lệnh cấm hàng nhưng mà tôi cấm cái hàng kia là anh vi phạm vào cái luật chứ, anh chỉ khuyến cáo người dân là dùng cái hàng này nó bị độc hại thôi, anh khuyến cáo để dân người ta cảnh giác. Hàng ngày nào Trung Quốc người ta hàng nào vô tuyến chúng ta đài bên trên một sẽ đưa tin là thế này thế khác, đưa tin là hàng này là hàng là bị nhiễm chất độc cái thế này nó cũng cảnh báo. Trong đó hải quan chúng ta vẫn cứ ngăn chặn phát hiện ra, nhưng mà nó thực là ngăn chặn cũng không, tôi không biết là bao nhiêu trăm, nhưng mà tôi nghĩ là ngay cả hàng của Việt Nam sang Trung Quốc cũng chẳng kiểm nhận, nhưng mà sang bên Mỹ ấy, ví dụ cá tra mà ta sang tôi nghe nói là có những cái lô hàng cá tra sang họ chỉ cần xác suất người ta kiểm tra một cái công tơ đơn, họ lấy mẫu 100 một cái họ mà phát hiện ra cái gọi là cái dư lượng bảo vệ thực vật, cái chất bảo vệ thực vật mà nó cao quá mức cho phép, họ bỏ tất cả các lô hàng của trường về. Để tôi nói bên Mỹ họ có những cái công nghệ rất là tiên tiến để họ phát hiện, nhưng mà ta là chưa làm được. Đấy, cho nên đây các bạn các vị nếu mà yêu nước các vị giúp chúng tôi, giúp nhà nước, giúp nhân dân Việt Nam là có những công nghệ này. Hay là thanh chỉ chúng mình các vị cứ đi đứng ngay bôi bát thì tôi thấy thì lỗi các vị này. Đấy, hay là thế vào cái chúng ta vào với cái tôi nói là cũng phải nói là cũng giúp cho Việt Nam là chúng ta nâng cao cái vị thế, bởi vì hàng Việt Nam hiện nay có rất nhiều hàng Việt Nam bên ngoài mà được kiếm được ưu thế, người ta biết được đến cái margin Việt Nam. Cho nên bây giờ vải thiều chúng ta trồng tràn lan, tôi xin lỗi các vị ở bên tôi nghe nói bên Mỹ là một cân vải thiều mua tới mấy đô la, có thể là 5-6 đô la một cân, nhưng mà chúng tôi mua cũng có 1 đô la chúng tôi phải mua được 2-3 cân nhé. Ăn có nghĩa là có mà ói thì các vị mà thật đấy, mà món vào thẳng một cái gia đình tôi có một gia đình dâu da của em trai là chồng tới 1 năm tôi nhập khoảng mấy trăm triệu đúng không, mà thương lái họ bảo thương lái ai họ đến được mua được giá họ bảo, chứ không cứ là cái thương giá Việt Nam mà
thương lái Trung Quốc đấy họ đến họ mua đậu tôi đơn giản tôi cần bao nhiêu cần cân trọng đậu mà làm chứ không người ta dân người ta không có phải là cứ bán cho Việt Nam nó không phải thương lái ở đâu đến người ta bán đấy na cũng thế na như là trơn thì trên các tiền đồi là na to na bán rất tiền có 10.000 một cân tại chỗ về đến đây là đến nộp tôi mua 20.000 một cân là cái phí vận chuyển với cái người buôn bán người ta phải đấy thế còn tôi nói với các vị đấy nó là gì cho nên là ở bên Úc và bên ngay cả Malaysia là hàng của tại Việt Nam chúng ta sang trọng tôi nói là một số người đi du lịch sang bên Singapore nói mua hàng vải rất còn vải theo người ta sang tận nước Nhật người ta sang tận nước chúng ta bảo hay là cá Malaysia chúng ta đi khắp thế giới hay là quần áo may mặc của Việt Nam cũng sang thì chẳng bán được đôi giày chứ tôi nói các vị một đôi giày chúng tôi mua chỉ có hơn chục đô la gọi là đôi giày đẹp đôi giày gọi là giày da mà xuất sang bên kia nó bán tới hàng triệu đấy, hay là dép da tôi nói các vị rằng chỉ có chục đô la một đôi giày tôi nói các vị nhưng mà sang bên Mỹ có thể là bán tới hàng triệu này tới hàng ngàn nói hàng mấy ngàn đô chứ không phải là đấy, 1-2 ngàn đô đấy, 1 ngàn đô là 20 triệu thì đây nó cũng là 100 đô khoảng 100-200 đô một là một đôi giày thế ở đây thì không đến ở đây chỉ 10 đô là một đôi giày đẹp thế nói ví dụ hàng Việt Nam chúng ta cho nâng cao cái vị thế của người Việt Nam thì hai nữa là cũng làm cho cái doanh nghiệp ở trong nước này người ta phải tự người ta vươn lên người ta phải đua để người ta tiến bộ lên để người ta phát triển lên đấy đó là có cái lợi nhưng mà nó có một cái thế này nó cũng có đưa ra những cái thách ghi vào cái WTO này nó cũng có những cái thách thức nhất định chứ không phải không ví dụ như anh phải bơi ra biển lớn anh phải cạnh tranh những đối thủ chứ mà cái đối thủ của Việt Nam hiện nay không những về quân sự mà tất cả Việt Nam là chơi với các nước là toàn chơi với ông lớn cả ví dụ cái hàng hóa của Mỹ toàn là cái nhà đầu tư cái nhà thương mại của Mỹ sang toàn là người ta là có kinh nghiệm dày ấy. Cho nên mình phải làm ăn thế đó mà họ có thừa kinh nghiệm thì mình lại phải học cũng có những cái hứa mình cũng học để mình tiến bộ lên đấy nó thế cho nên là cũng có những cái để chúng ta có những cái thách thức gì đấy thứ hai nữa là có nhiều cái doanh nghiệp của Việt Nam sẽ phá sản bởi vì anh làm anh không chịu đổi mới anh không chịu đổi anh quản lý kém anh trình độ kém anh sẽ bị phá sản hàng loạt ta nói cứ hàng năm thì có hàng nghìn các doanh nghiệp Việt Nam bị phá sản tiền vô phá sản nhưng lại có hàng nghìn cái doanh nghiệp mới được thành lập đấy mà các doanh nghiệp mới thành lập thì nhiều hơn những doanh nghiệp bị phá sản thì chính đó ta thấy rằng là cũng có những doanh nghiệp là trụ được và chúng ta đã thành lập những cái và trong là nó tồn tại trong thời gian mà anh lại không chịu đổi mới thì kết quả anh bị phủ nhận đấy. Còn những cái doanh nghiệp người ta đi lên được người ta cải tiến được thì người ta tiếp tục phát triển đấy. Thì đây là cái quy luật kinh tế là anh người ta đào thải anh không trụ được anh không giỏi hơn người ta cho nên là nó sẽ phân biệt cái giàu nghèo cho nên là hiện nay có những doanh nghiệp làm ăn rất khấp khá là có những cái có những ông chủ là tới hàng nghìn hàng triệu hàng tỷ đô la trong Việt Nam là người Việt chứ không phải là người nước ngoài đấy, tôi nói họ làm ăn được họ có cái kỹ thuật đấy thế còn có những người làm ăn nhưng mà có những cái doanh nghiệp thì làm cũng tồn tại theo lương công nhân là thấp có những cái doanh nghiệp của Việt Nam người Việt Nam chúng ta đứng lên làm doanh nghiệp nhưng mà công nhân người ta trả tới hàng ngàn đô la một tháng này. Ví dụ có một cái anh hôm giờ đài truyền hình Việt Nam đưa một cái anh sinh viên ngoại thương lên tận Sơn La thuê đất người ta thuê ở trong nước các doanh nghiệp nước ngoài người ta thuê làm là một tháng là 1.000 đô la anh không làm anh bổ anh không làm anh lên Sơn La anh thuê đất anh trồng rau sạch trồng cà chua để rau để cung cấp cho các và anh làm bây giờ tạo công an việc làm cho hàng mấy trăm người trong doanh nghiệp và hàng ngày xe thì để về đúng hợp đồng toàn là rau sạch kiểm nghiệm toàn được cho các cửa hàng cho các gọi là các siêu thị là nội địa bán cho dân toàn là sạch mình đảm bảo 100% trừ cá rau của các thứ từ bột rau cho nên là cái lương của anh là một tháng là lấy hàng trăm triệu là công nhân có thể là công nhân bình thường thôi cũng tháng hơn 10 triệu cho nên là các doanh nghiệp nó cho nên nó nói là
khi vào với các tôi là có những người, người ta rất giàu nhưng có người sợ phân biệt cái giàu nghèo, kéo giảm dần là cho người rất giàu, người rất nghèo. Đấy, nó thì anh nào cũng có trình độ. Đấy, nhưng mà nhà nước Việt Nam lại có chính sách là hỗ trợ cho người nghèo, cho con em học tập có thể để lại đi vươn lên, rồi cho vay vốn ưu đãi để lại vươn lên, cho nên thì là nó như thế. Đấy, như vậy. Cho nên là cái câu nói của cái cô Lý Sa Phạm là nó không hiểu gì về cái kinh tế, cho nên là các bạn là trong nước rồi nhưng mà nước ngoài nếu mà có nghe cái cô Lý Sa Phạm này có nói thì chúng ta phải hiểu cái vấn đề là kinh tế thị trường, chứ không phải là do Việt Nam là cứ lờ đi để cho hàng độc hại Trung Quốc vào là sai hoàn toàn, là như thế là bị đặt vào chúng ta không hiểu gì cả. Đấy là nó nói như thế là trên các bạn. Cái thứ hai trong cái câu chuyện của cô nói này, cái video clip của cái cô Lý Sa Phạm nói tới một tiếng hồi, nhưng mà cái vấn đề thứ hai ấy, thì cô nói là cái trạm người ta gọi là cái trạm thu phí của cây lệ là do là đảng là cái gọi ta gọi là cái bè đảng, tức là nó bóc lột dân, dân ấy biểu tình thế này khác đấy, đấy là ăn dư với doanh nghiệp, cái gọi là cái lợi ích nhóm như thế này. Đấy, tôi nói thế. Vừa rồi thì thưa các bạn là xảy ra một cái trên Việt Nam ta xảy ra có rất nhiều cái sự kiện, thì đây là một chuyện bình thường thôi, và đất nước phát triển sôi động thế này thì nó xảy ra cái chuyện đó bình thường. Thì còn cái nước mà cái NGO thì chỉ có trong chùa, với trong chùa thì nó bị bình lặng được, chứ còn ở cái một trong làm ăn như thế thì sôi động, tức là chúng ta đáng mừng. Thì có một cái việc là cái trạm thu phí ở thị xã Cai Lệ, thị xã Cai Lệ thì thuộc Tiền Giang, trên nằm trên quốc lộ 4, ngày xưa gọi là quốc lộ 4, bây giờ đã gọi là quốc lộ 1, nó chạy từ Sài Gòn mà đi xuống miền Tây. Cai Lệ là một huyện, trước đây là nó là chuối Cai Lệ, tôi đã ở trong Cai Lệ nhiều mà tôi đã đưa học sinh đi đến cả và cả huyện Cái Bè là cái vùng trái cây của nhưng bây giờ ngày xưa thì là thị trấn Cai Lệ thôi, bây giờ nó đã trở thành cái thị xã Cai Lệ. Thì đấy chúng ta biết ngay từ cái thị trấn mà lên cái thị xã thì chúng ta biết là các bạn biết là đất nước Việt Nam phát triển, cho nên là ngay cái thành phố cái tỉnh Tiền Giang ngày xưa đấy, là nó có thành phố Mỹ Tho, Hòa Công, thị xã Cai Lệ, thị xã Cái Bè phát triển. Ngày xưa nó chỉ có 6 huyện thị, các thị Cái Bè là này, Cai Lệ là 2 này, Châu Thành là 3 này, Chợ Gạo là 4 này, Hòa Công là 5 và cái thành phố Mỹ Tho là 6. Nhưng bây giờ nó phát triển là 14, 15 huyện, bây giờ là dân cứ phát triển và mà các khu kế xuất tôi bảo đấy là nhiều cái khu công nghiệp phát triển mạnh cao. Hôm trước tôi đi qua, tôi xuống chấp chặt đi qua là thấy là hai bên đường là nhà sát sát sát. Thế ngày xưa đấy là hai bên đường là vườn cây ăn trái cứ bạt ngàn, bây giờ là nhà cửa sát sát và rất là giàu có. Cái chỗ Cai Lệ bây giờ 61 lắm. Thế thì cái trạm Cai Lệ này thì tôi nói các bạn này cả nói càng như thế là cô Lý Sa Phạm này càng không biết, là càng không hiểu. Hiện nay nhà nước và chính phủ Việt Nam là cho phép các nhà đầu tư là đầu tư vào cái cơ sở tầng, có thể là đấy là một cái doanh nghiệp trong nước, có thể là có một cái doanh nghiệp nước ngoài, hoặc là có một cái cá nhân nào đấy, cá nhân có thể là người nước ngoài, có thể là bên Mỹ, bên Úc hay là của Việt Nam, người ta đứng lên người ta xin phép chính phủ Việt Nam là người ta đầu tư để người ta làm cái con đường này. Đấy, người ta thế thì người ta được, trước khi làm là người ta phải có cái tờ trình, rồi người ta phải có những cái cam kết người ta làm chất lượng đường thế này thế kia, rồi người ta sẽ được phép là thu thuế thu phí thì người ta bù lại cái chi phí ban đầu, và đồng thời là người ta nuôi cái trạm thu phí đó, và đồng thời là người ta sẽ có lại. Đấy. Thế thì một số cá nhân hoặc là một số doanh nghiệp thì có thể là người ta bỏ vốn hoàn toàn của người ta ra, người ta không còn vay ai cả, mà nhất là các doanh nghiệp nước ngoài thì người ta có vốn, người ta giàu có, người ta bỏ vốn, người ta không vay ai. Nhưng mà cũng có những cái doanh nghiệp hay là cá nhân trong nước người ta cũng không đủ vốn thì người ta có thể là vay cái ngân hàng của nhà nước, hoặc là vay bất cứ một ngân hàng nước ngoài hay là người ta phải, thì là người ta sẽ
sẽ làm cái dạng này và người ta được phép thu trong thời gian bao lâu và cái phí là bao nhiêu. Phí mỗi lần ô tô to tôi chở hàng thì là phí phải cao hơn, ô tô con là phí sẽ thấp hơn, mà thu trong bao thời gian bao nhiêu lâu đấy, người ta phải có quy định như thế, người ta có ký kết. Nhưng mà cái doanh nghiệp là có những cái doanh nghiệp là người ta đặt cái lợi ích là cái lợi nhuận nó lên cao quá thì là nó không có hài hòa với cái người sử dụng, cho nên là người ta xảy ra những cái ta gọi là nó mâu thuẫn giữa cái người dân sử dụng, cái người được sử dụng cái công trình đó và cái doanh nghiệp. Thế ở đây là nó xung đột giữa cái quyền lợi kinh tế của cái doanh nghiệp và của cái người tiêu dùng là thu thuế quá là cao, thu không phải thu thuế mà đây là thu phí. Thì lúc đầu là tôi cũng nghe nói là thu tới 35.000 một lượt xe ô tô qua, thì sau khi là người ta chắc là người ta cũng đã làm đơn kiến nghị rồi nhưng mà giải quyết nó chưa kịp thời chứ là người ta phải phản ứng. Mà tôi thì tôi nói là tôi thấy là cái phản ứng đó là hợp lý, bởi vì là người ta đã đề xuất rồi nhưng mà nhà nước chính phủ lại vào cuộc cũng chậm thì người ta phản ứng như thế để người ta phải mang lợi cho người ta. Cho nên là cái doanh nghiệp anh mà làm quá thì người ta sẽ phản ứng là điều đó là tất nhiên, và cái sự việc nó xảy ra như thế là tôi cho là cái chuyện bình thường. Xung đột kinh tế giữa cái tổ chức này giữa cái với cái tổ chức kia, giữa cá nhân này với cái cá nhân kia, và giữa cái cá nhân và với cái doanh nghiệp với cái tập thể, cái tổ chức kinh tế kia, nó là cái chuyện bình thường có một cái nền kinh tế thị trường, nó là như thế. Cho nên ở đây là cái xung đột của người chủ là cái người tham gia giao thông mà các doanh nghiệp vận tải. Các doanh nghiệp vận tải là có những cái doanh nghiệp có những cái cá nhân là người ta có 100 ô tô chạy trên một thì một cái là 35.000 một ô tô qua. Thế thì người ta qua cái này 10 cái là 350. 100 ô tô đó là thấy 3,5 triệu, mà cả đi cả về là người ta mất 7 triệu rồi. Thế thì nó chi phí nó cao. Nó cao thì nó mới đội cái giá thành sản phẩm lên cao. Cho nên người ta đấu tranh và cái hàng người ta không cạnh tranh được với những cái doanh nghiệp khác. Ví dụ cái doanh nghiệp từ miền Trung người ta vào người ta bán ở Sài Gòn, và cái doanh nghiệp từ miền Tây lên người ta bán cho ở Sài Gòn là người ta cạnh tranh không được, người ta phải đấu tranh. Cái đó là cái chuyện bình thường. Cho nên là ở đây là chính phủ và nhà nước là đóng cái vai trò là trọng tài, những người đứng ở giữa để mà phán xử để làm sao để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên cho hài hòa, chứ không phải là đây là của nhà nước đứng ra để bóc lột như thế, nói như thế là sai hoàn toàn, nói như thế bịa đặt vô cùng và không hiểu được cái nền kinh tế thị trường hiện nay ở Việt Nam thế nào. Cho nên tôi nói với cô Lý Thái Phạm là cô nói là cần phải suy nghĩ cho nó chín chắn, chống cộng cô phản đối cái gì đúng chúng tôi mới nghe được, chứ còn cái mà nói đặc điểm nên là chúng tôi nói thật là không những chúng tôi không nghe và đã mất lòng tin là chúng tôi không bao giờ chúng tôi nghe, và có thể là chúng tôi là phản đối là nó là cái quy luật đấy thầy. Thế thì thế còn một cái câu chuyện thứ ba mà cô này cô nói là thế này, là hiện nay là cái nợ công của Việt Nam tăng lên rất là cao và Việt Nam không có khả năng trả nợ, cho nên là với cái đảng cộng sản nó phải bóc lột nhân dân bằng cái là thu cao thuế ở trong đó là cái thuế nhà đất tăng đến 400%, thì cái này tôi cho là lại là một cái biện đặt, một cái xuyên tạc, cái là nó trách nhiệm. Thế thì năm 2012 thì từ tháng 1 thì tôi biết là cái luật của luật bất động sản, luật nhà đất nó có ra đời. Thế thì cái luật này là để người ta chống những cái người đầu cơ tích trữ. Có những cái hiện nay là cái luật là những cái người nước ngoài là được phép mua nhà ở trong nước. Ví dụ như là một số công dân nước Mỹ người ta về từ thăm quê, người ta không có nhà, người ta đi cả sang nhà đấy, và bây giờ về đến Việt Nam thì người ta cứ ở tại một cái gia đình nào đấy, phải ở khách sạn người ta nó đắt, người ta không chịu được. Ở khách sạn ở nhà nghỉ cao cấp thì người ta không chịu được. Thế cho nên người ta mới mua một cái nhà ở trong Sài Gòn, là bây giờ nhà nước người ta cho phép anh mua, cho những người nước ngoài mua đất, mua nhà. Những cái công dân của nước ngoài đến đây người ta làm việc, người ta phải đi thuê nhà là người ta không đủ sống. Đấy.
Tôi có gặp một cái cô, cái cô này cô người bên Nhật. cái năm lâu rồi, tôi đi một cái chuyến tàu hỏa từ Sài Gòn ra Hà Nội, thì trên tàu đấy thì có một cái cô người Nhật, cô này cô làm cho một cái công ty thương mại của Nhật ở Sài Gòn, nhưng mà cô được điều ra Hà Nội. Cô trên tàu cô nói tiếng Việt sao không xoáy lắm. Cô bảo bên Nhật thì thu nhập rất cao so với Việt Nam cao lắm, nhưng mà cái tiền nhà đắt, cho nên nói như thế, nhưng mà ở Việt Nam là giá thuê nhà nó rẻ, cho nên là làm ở Việt Nam còn tiết kiệm được, chứ còn ở bên Nhật là giá thì là thu nhập như thế là có thể là đến hàng chục ngàn đô la, nhưng mà cái tiền thuê nhà và tiền chi phí nó, cái chi phí phụ nó rất lớn, cho nên là cô sang Việt Nam cô làm như thế vẫn còn để mà lại còn được đi du lịch đi, cho nên cô thấy là làm ở Việt Nam nó cái môi trường thì nó không hiện đại như bên Nhật, nhưng mà người ta sống người ta thấy là thoải mái hơn. Người ta cái cô đấy cô nói là như thế. Thế thì bây giờ người ta sang nên là người ta cho phép mua nhà được, là cô có thể cô có cái nhà, cô có thể bỏ ra là một vài trăm triệu cô mua cái nhà không con đâu, cái nhỏ cũng một mình cô sống cho một cái gia đình, người ta sống người ta của cái chính thì người ta làm là yên tâm. Người ta hay là một số Việt kiều ta về là người ta cái nhà đấy ta mua mà năm ta về là ta mua cái nhà khoảng 4-5 phòng, 6-7 phòng đấy thì người ta cho thuê và trong một năm đấy thì là người ta về ta thu của người ta, về thăm bà con ta có cái chỗ ăn chỗ ở, người ta thì người ta vẫn có cái chỗ để người ta đi lại đấy, là người ta tạo điều kiện cho chủ là cho người Việt kiều và cho người nước ngoài làm việc tại cái này đấy, là cái chính sách như thế ấy. Nhưng mà có một cái chính vì như thế cho nên là có cái đối tượng là nó có rất là khó, là nó không phải là nó thăm quê hay không phải là nó làm việc, nó đến đây là nó bỏ tiền ra, có tiền từ bên nước ngoài nó mang về, nó mua nhà, nó mua rất nhiều, nó có thể là nó thao túng cả thị trường. Ví dụ cái nhà cao cấp nó vừa xây xong có thể nó mua tiền nó mua giá cao hơn để người dân người ta không mua được, là người ta mua được. Ví dụ như cái nhà người ta trao giá là ví dụ như là 800 triệu, tức là khoảng 400.000 đô la khoảng đấy, này thế thì nó bỏ ra nó mua hết, nó mua tần cả dân vẫn không mua được, nó có thể nó mua tới hàng 50.000 đô, ví dụ 50.000 đô đấy là một cái nhà đấy, thì là người ta thì một cái nhà thế là người ta nó mua hôm tất cả lại và nó xong nó tăng giá ai thì nó bán cho những người có tiền, người có tiền nó họ mua xong họ lại để chờ giá lên, tức là nó thổi phồng một vòng, tức là ta gọi là cái giá ảo. Cho nên là cái chính sách thuế là để bảo vệ cái người nông dân, ai cũng có thể mua nhà. Bên cạnh đó thì nhà nước lại có một chính sách, tức là đối với những người thu nhập thấp là được mua nhà giá rẻ. Cái nhà nghi ngân hàng xây dựng xã hội đấy, là người ta vay được cái vốn ưu đãi của nhà nước, người ta có chính sách đấy, lãi suất thấp mà người ta xây được cái nhà đó, người ta bán ra thì là cho những người thu nhập thấp, và những người thu nhập thấp mới được quyền được mua và trả dần, nhưng mà trả trong nhiều năm mà lãi suất rất thấp, cho nên là để tạo điều kiện cho cái người lao động thì ai cũng mua. Cho nên ta thấy như là ở Việt Nam là gần như là nói bảo ai không có nhà tôi cho là nó được, trừ trường hợp là những cái người đó là do thiên tai hay do thế này, anh đánh cờ bạc anh bán nhà đi thì tôi không nói. Thì cái người mà bị thiên tai mất thì khi mà bị thiên tai thì nhà nước lại và các tổ chức xã hội người ta lại giúp đỡ cho đất người ta là làm lại dựng nhà. Ví dụ hiện nay vừa rồi cái câu lạc bộ sống bị ung thương ấy, và cái nhà hàng Tâm Sen ấy, của chúng tôi trên Hà Đông ấy, là vừa qua là cũng vận động trong 2-3 ngày được 400 triệu, là tổ chức một đoàn đi lên cái chỗ ở cái thị trấn Tô Lý của Yên Bái để đi vào cái vùng mà bị thiên tai, thì đầu tiên là chúng tôi thì không có nhiều tiền để mà ủng hộ đồng bào mất nhà cửa, cái đấy là phải có những cái doanh nghiệp lớn hay là có nhà nước người ta bỏ ra, thì chúng tôi chỉ là phát quần áo, mua mì tôm, mua gạo để mua mì chính nước mắm mang lên để cho tạm bợ ăn trong đói trong cái ngày mà bị mất hết tài sản. Đấy là có những cái tổ chức mà không phải một mình đoàn thôi, rất nhiều đoàn thôi. Nhưng mà khi mà đi ấy, thì anh phải đăng ký đã, tức là anh phải đăng ký là tôi sẽ lên trên chỗ đó là liên hệ với cái tỉnh này cái điểm nào, thì cái chính quyền ở đấy người ta phân là ở chỗ này đã đang thiệt hại mà chưa có đoàn nào đến, người ta báo cáo đến chỗ này để vùng khó khăn này. Thế còn cái đoàn kia thì đến cái vùng này, người ta phải điều phối như thế thì cho nó công bằng, chứ không cái chỗ được nhiều quá cái chỗ lại không có thì
cũng là tiền từ thiện thôi, chúng tôi đóng góp vận động xung quanh bà con tiểu thương. Mà tôi nói với ở Việt Nam là những cái chuyện mà ủng hộ đồng bào thiên tai của chúng ta là những cái người mà không may bị bệnh tật rồi bị chất độc màu da cam, những cái người thương binh để chúng tôi sẵn sàng cho nó, chứ không phải là, nhưng mà phải có cái tổ chức tin tưởng đấy. Ví dụ như nếu mà nhà nước tổ chức hay là hội chữ thập đỏ mà kêu gọi, hay là cái chính quyền mà kêu gọi là chúng tôi sẵn sàng, hay là cái tổ chức từ thiện mà được phép nhà nước, chứ không phải ông đứng lên ông tự vận động như thế đấy. Thì tôi không tin được, chứ tôi không có. Đấy, nhưng mà cái nhà hàng Tâm Sen, tức là cái nhà người là chuyên môn làm từ thiện, cho nên chúng tôi tin tưởng, chúng tôi gắng, chúng tôi cử người đi. Có người không đi được thì người ta gửi 1-2 triệu, người cười thì người ta cho cái trăm, người thì cho vài bộ áo, thì chúng tôi gom lại mang lên cho tôi phát đồng bào thế. Đấy, để phải căn cứ vào cái chính quyền địa phương đó, người ta biết được hoàn cảnh nào cần được nhiều hơn, thì chúng tôi có những cái phần quà tư xứng để bù đắp là cái lúc mà đồng bào là khó khăn. Đấy, nó là như thế. Thế còn những cái người mà ví dụ như hai thằng cháu ruột tôi đấy, cháu tức là con ông anh tôi ấy, là nó học đại học, một đứa thì học trung cấp nhà máy đường ở đây, được học ba năm, xong vào bên này cũng làm công nhân, nhà không có, gia đình chúng tôi là cũng làm ruộng, cũng có thể nó vào trong đấy thì nó cũng làm ăn, nó cũng tiết kiệm xong đó là nó cũng về, nó cũng xin bố mẹ cũng phải bán đất nhà lên ít để nó tự túc, và nó vay được cái vốn ngân hàng của gọi là ưu đãi người thu nhập thấp, nó mua được cái máy đất 160 triệu ở trong Đồng Nai, trong Biên Hòa, nhưng mà nó không phải mua trong giữa thành phố, nó mua vùng bên, nhưng bây giờ cái vùng bên phát triển thành cái khu đô thị, cho nên cái nhà của nó bây giờ nó lại tăng lên giá, có thể là hàng 500-700 triệu. Thế xong rồi nó mua đất xong, bắt đầu nó lại có tay nghề, nó làm cái nhà bây giờ cũng có tầm cỡ khoảng 200-300 mét vuông đấy, tức là cái trên cái mảnh đất và có cái nhà nó khoảng tầm 70 mét vuông, hai vợ chồng và bây giờ hai đứa con ở đấy. Đấy, đó là thằng cháu học trung cấp đấy, mới ra trường năm 2006 là nó ra trường nó. Và bây giờ nó là làm nhà cách đây 2 năm rồi, 3 năm rồi, từ năm 2014. Thì 2014 là nó có hỏi tôi vay tiền, nhưng mà nó thực là tôi không có, bởi vì tiền lúc đấy là tôi cũng phải giúp cho con trai tôi, là nó mua cái nhà trong cái chỗ Đầm Sen, Đà Nẵng, cho nên tôi không có, cho nên, nhưng mà nó lại vay được vốn của ngân hàng đã. Cho nên là hai cái thằng con thứ hai, cái thằng cháu thứ hai, nó thằng em này thì nó học đại học Bách Khoa Sài Gòn thôi. Thế thì nó cũng không có về quê, mà nó cũng không có, người ta công ty nó gọi nhiều, nhưng mà nó bảo là làm 10 triệu một tháng cũng làm, cho 10 triệu tức là khoảng 500 đô la một tháng cũng làm, 10 triệu một tháng là cũng làm, cũng thu nhập cũng được, nhưng mà nó tự đi làm ngoài, và nó lấy một con vợ người ở Hải Phòng, thêm hai con vợ thì là giáo viên cấp 2, và nó cũng vay được cái vốn ưu đãi, và nó mua được miếng đất, và xong bây giờ nó chưa đủ làm nhà, nhưng mà nó vẫn đang thuê nhà, nhưng mà nó dần dần là tốt, cháu cũng quyết tâm là cháu cũng mà phải làm, cháu sẽ làm cái nhà đấy, tức là người ta vay vốn được cái gọi là cái ngân hàng chính sách của xã hội để hỗ trợ cho cái người nghèo. Cho nên ở Việt Nam là tôi nói là ai mà không có nhà tôi cho công ty, trừ trường hợp thế này, một là người ta không về quê, người ta ở chỗ khác, ví dụ tôi đây thì con gái tôi nó lên Hà Nội cũng chưa có được việc có nhà thì nó ở thuê, chứ bảo không có nhà, trừ trường hợp là thiên tai như vừa rồi bãi bị trôi nhà thì nhà nước cũng được. Thứ hai là anh cờ bạc, anh đánh bạc đánh cờ bị thua, thì cái chỗ đánh cờ bạc là nhà nước cấm, bắt bớ, bắt tù chứ không phải, nhưng mà người ta vẫn chơi, cái đam mê của mỗi người là vẫn chơi đấy, như thế là nó như vậy. Cho nên là cái chính sách là bảo là thu thuế đến 400% là thu thuế, là thu thuế đối với người đầu tư, chứ nói là cái người đầu cơ tích trữ để hạn chế đấy, là cho để phục vụ cho người nghèo. Thứ hai nữa là như ví dụ như tôi đây mà tôi bán cái nhà này đi là cũng không phải nộp được thuế, đừng có nói bao giờ tùy đối tượng của anh phải nộp thuế cao thấp là tùy tới từng người một. Ví dụ như là gia đình, một số gia đình đây là người ta bây giờ con cái đi hết và người ta lập nghiệp cái khác, là người ta bán nhà người ta theo con cái để có điều kiện là chăm sóc con cái, và con cái là có điều kiện để mà chăm sóc bố mẹ, thì là người ta bán nhà đấy, thì bán cũng có phải mất thuế má, chỉ có lên xã làm cái giấy để chứng nhận hôm này chuyển đi hôm này, xong đó là cái cán bộ địa chính của xã là phải có trách nhiệm làm cái sổ đỏ cho cái gia đình mới này chuyển nhượng như này, nhưng mà khi mà làm sổ đỏ là cái gia đình mới này anh phải chịu
chịu cái lệ phí. Lệ phí thì cũng rất thấp, 100-200 nghìn, nó không phải. Thế còn anh nào mà bảo là chạy đến một cái sổ đổ thì là chẳng qua là cái đất của anh là cái đất không hợp pháp, cho nên chạy. Mà một số cán bộ là làm sai, làm không đúng cái pháp lệnh của nhà nước ấy. Cho nên là anh, người ta phát hiện ra là anh bị xử lý, bị tù hay là bị cách chức. Đấy, nó có những cái vấn đề. Cho nên là ngay cả bà con mà cũng phải hiểu luật, chúng ta khi mà chúng ta tiến hành làm cái gì đó chúng ta phải hiểu, phải tìm hiểu, không tìm hiểu được phải có cái luật sư, văn phòng luật sư thì đầy. Và ta là không là cứ hỏi xung quanh, hỏi xung quanh cũng mỗi người này. Như tôi làm sao mà mặc dù là trí thức thật nhưng có phải là cái gì mình cũng hiểu đâu, mình hiểu cái lĩnh vực mình phụ trách mình học. Và như thế. Thế còn một cái nữa là nói là Việt Nam là vay 2 tỷ đô của Trung Quốc, bây giờ không trả nợ được, không trả nợ được. Đấy, để cho nên là phải gán cái biển cái đảo cho Trung Quốc. Ở đây là cái câu nói thì tôi lại hôm giờ tôi nói với cô Đoàn Thị Dương ấy, là một bán một cái xe máy thì cũng phải giấy tờ, chứ còn vay 2 tỷ đô vay đi làm gì, nó phải có cái nó phải ra quốc hội người ta toàn bộ người ta nhất trí, phải 2/3 nhất trí đấy. Anh vay để làm gì, anh phải có cái giải trình làm cái gì và cái kế hoạch trả nợ anh thế nào, chứ không có anh cứ vay bừa mà ít người ta cho vay, người ta phải nhòm một túi tiền của anh có khả năng trả nợ không thì người ta mới cho vay. Nhưng mà thường ấy, thì là cái anh Trung Quốc mình cho vay là anh cũng kèm theo cái điều kiện thì xưa nay nó còn thêm, ví dụ như là anh là phải cho vay làm con đường thì lại là nhà thầu Trung Quốc rồi phải sang mới làm, thì nó không đúng với kinh tế thị trường, tôi không chấp nhận. Bởi vì đây là cái thế là tôi vay của anh là tôi vay cái việc tôi trả nợ, tôi cam kết anh 10 năm là tôi trả nợ hết, nhưng mà đây là làm rồi tôi phải đấu thầu, tôi vô thầu tất cả mọi công ty Mỹ, công ty Thái Lan nó sang nó nhiều lắm, 20-30 cái công ty làm đường, thì là cái công ty nào trúng thầu, ngay cả công ty có trong nước, công ty cầu đường của trong nước người ta cũng có nhiều công ty, thì cái công ty nào trúng thầu thì cái người nó làm, nó là thế, chỉ có thanh tra về giao thông của cái nhà nước này cử nhà để mà giám sát, nó là thế. Nó bảo là vay để mà làm cho nó làm sao. Vừa qua thì Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh là có trước đây là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ký một cái quyết định là làm một cái con đường là cái đại lộ là chạy suốt từ Móng Cái mà cho đến Cà Mau, là chạy ven biển là thành cái đại lộ, chạy có thể là bề ngang tới hàng trăm mét đấy, là cao và vài ba bốn mét đấy, tùy theo cái mặt bằng là chạy suốt dọc cái bờ biển. Tại từ Móng Cái mà cho theo hình chữ S đến cái Cửa Cầu, nên là cái con đường này nó phục vụ cho là chạy ven biển, một là để phục vụ cho khách tham quan đi lại. Thế còn trên này ví dụ như là muốn ra Móng Cái là ở Sài Gòn ra là ta phải đi máy bay, phải đi theo tàu hỏa là phải, hay là xe ô tô chạy theo cái đường một là đường Hồ Chí Minh, xong đó là đến Hà Nội phòng xong là phải đi tàu chuyển, thì là làm một cái con đường chạy suốt như thế. Người ta muốn đi tham quan các tỉnh ven biển là đi đến Nha Trang ta dừng Nha Trang, đến Đà Nẵng ta dừng Nha Trang, xuống sang lại đi ra Thanh Hóa, rồi đi ra Huế, đi ra Hải Hậu, đi ra Hạ Long, xong ra Móng Cái. Nhưng mà bởi vì đây là cái định là lâu dài, cái công trình là cái dự án này lâu dài, cho nên là chưa triển khai. Thì vừa qua là tỉnh Quảng Ninh là muốn làm đường để thông thương với Trung Quốc, để mà cho cái hàng hóa của Việt Nam mình sang cho nó nhanh. Đấy, làm dự án. Nhưng mà mới nói là dự án cũng tốn nhiều tiền, 700 triệu đô. Thì Trung Quốc sẵn sàng nó cho vay. Nó vay để mà làm con đường thông thương, vì Trung Quốc nó cũng có lợi. Thì hàng hóa Trung Quốc nó cũng sang được, cũng nhanh. Buôn bán thì giúp cho cái nền sản xuất của Trung Quốc nó phát triển. Nhưng mà Việt Nam thì cũng muốn đưa hàng sang cho nó nhanh. Nhưng mà cái cách làm của Trung Quốc cho nên tỉnh Quảng Ninh người ta từ chối. Nếu mà 700 triệu đối với một tỉnh Quảng Ninh thì tôi xin lỗi là tỉnh Quảng Ninh người ta thừa sức người ta làm, nhưng mà nếu mà anh có cho vay được với giá ưu đãi thì tôi làm, còn cái tên này thì tôi làm chỗ khác, tôi lại củng cố cái khác, tôi lại đầu tư chỗ khác, đấy nó thế. Nhưng mà người ta từ chối, bởi vì ông lại muốn cái nhà thầu Trung Quốc để vào thầu ấy, nhưng mà người ta không được, bởi vì làm cái đúng luật, anh đã vào với kết tu là anh phải đúng luật. Khi mà anh muốn xây dựng thì anh phải gọi thầu, công bố thầu, thông báo trên tất cả mọi thông tin đại chúng cho tất cả các công ty, muốn cho các công ty xây dựng nhà cầu đường là anh muốn, tôi muốn làm nên là nhà cầu đường và giá thế này thì họ đến là với công khai, họ đến là bộ thôi.
kể cả trong nước mà không thông báo đến người ta sẽ có cái người ta khiếu nại tại sao bố thầu mà không cho tôi thầu với người trong nước mà nước ngoài cũng vậy. Cho nên là cái này là tôi nói là các cô đi hơi thẳng nói cái gì phải có bằng chứng, nói cái gì nó phải chính xác thì người dân người ta tin được, chúng tôi mới tin được. Thế còn các cô mà chống cộng kiểu đấy thì xin lỗi, tôi nói là nhiều cái trò của cô là đang chuyên tập, đang là tung hoa mù lên những cái người ta ít quan tâm, ít hiểu biết đến người ta. Cho nên là tôi nói thế này, cái cô Lê Gia Phạm là một cái cô xà mồm ăn mới hồ đồ và không nắm được cái gì tình hình này. Và tôi khuyên cô muốn chống cộng thực sự thì phải chính xác, phải nói chính xác. Nhưng mà tôi xin lỗi cô là nếu mà chống cộng thế này thì chỉ có một là những người ta kém hiểu biết, thứ hai là những cái người chống cộng, những người ghét cộng như cô, những người không yêu nước, các cô đang đóng vai những cái người yêu nước để mà nói với người dân người ta biết. Thế còn ở nhân dân Việt Nam tôi không dám chắc 100%, nhưng mà phải nói cũng gần chật người ta tin vào đảng, ơn tin các cô đấy. Tất nhiên trong cuộc đấu tranh hiện nay kinh tế trường chúng ta vẫn đang để xảy ra những cái chuyện này chuyện khác, ví dụ như là chuyện tham nhũng có, chúng tôi phải công nhận là tham nhũng Việt Nam nó không phải là nó ít, nó nhiều, nhưng mà nhiều nó để chưa thành cái bản chất, chưa trở thành bản chất. Bởi vì chúng tôi phải căn cứ vào luật, mà muốn đấu tranh tham nhũng chống tham nhũng là anh phải nắm được luật pháp, anh phải nắm được chứ anh phải đấu tranh theo luật, chứ không thì cái bọn tham nhũng kia nó cũng đập con chết. Cho nên là chống cộng ông phải nắm được cái nơi luật, mà chống tham nhũng không phải đấy. Và tôi nói với các cô là các cô không bao giờ lật đổ được cái chế độ cộng sản này. Đấy, tôi nói, tôi khẳng định 100%. Các cô nói là đến năm 2018 là cộng sản đủ, chờ đấy. Và tôi chờ đến năm 2018, còn mấy tháng nữa thôi. Tôi cho hết năm 2018 đi, để tôi xem nếu như mà lật đổ được những người này tôi xin ra đầu thú trước và tôi xin án tử hình trước. Tôi xin kính chào các quý vị khán giả và tất cả các bạn. Chúc các bạn mạnh khỏe và thành đạt trong cuộc sống.